Chúng ta đi rồi chị cho tiêm vô căn luôn ta. Không có, bữa tính tính sắp em hát với chị cái tên trong tường làm còn chín đó, chút nữa làm không? Thì giờ có cái bài mà chút nữa hay là bây giờ cao hay là tiếp tục? Dân viên đường. À, xin kính chào quý vị. Hôm nay thì tự nhiên lại được đứng hát với các quý vị xem mà ngồi như vậy, nhớ tới miền Tây quê em quá. Tự nhiên là quê Cần Thơ. Dũng con của chú Sáu thì chú Sáu là đoàn Kiên Giang, hồi xưa là bầu đoàn Kiên Giang, thì Phượng Liên cũng phải nói là cái đoàn đầu tiên Phượng Liên đi đó là đoàn Kiên Giang, mà dì Mười cơ là bạn của bà của mẹ Phượng Liên đi làm quản lý cho đoàn, và khi dì đi về Cần Thơ chị gặp